tại vòng 27 Premier League. Liverpool sẽ tiếp đón Chelsea trong bối cảnh chỉ hơn kém nhau một điểm trên bảng xếp hạng. Với cục diện ở nhóm đầu như hiện tại, mục tiêu giành vé dự Champions League là cuộc chiến vô cùng khốc liệt, không thiếu sự toan tính trong cặp đấu được đánh giá là ngang tài ngang sức này. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với bài phân tích soi kèo bóng đá Liverpool gặp Chelsea 3 giờ 15 ngày 5 tháng 3 năm 2021 tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Phong độ của Liverpool 5 trận gần nhất. Jacob tiếp tục bị cơn bão chấn thương hoành hành. Mới nhất là trường hợp của đội trưởng Jordan Henderson. 10 trận gần nhất, họ nhận 6 thất bại, trong đó có 5 trận thua ở Premier League, khiến các nhà đương kim vô địch bị tụt xuống vị trí thứ 6. Sự bế tắc thể hiện ngay trong 4 trận thua liên tiếp tại Anfield. Hàng công chỉ ghi được đúng một bàn, đỉnh điểm là thất bại trước Everton vừa rồi, cho thấy lữ đoàn đỏ đang đánh mất bản sắc trên mặt trận tấn công. Tín hiệu tích cực đến từ 2 chiến thắng trước RB Leipzig ở Champions League và Sheffield United ở vòng đấu vừa rồi. Hàng thủ có thể yên tâm phần nào khi đều giữ sạch lưới. 3 trận gần nhất của Liverpool không có quá 2 bàn. Sẽ không có gì quá bất ngờ nếu Jacob đem đến một bộ mặt thực dụng trong giai đoạn sắp tới. Phong độ của Chelsea 5 trận gần nhất. Mở đầu bằng trận hòa không bàn thắng với Wolves, Chelsea duy trì chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 6 chiến thắng dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel. Thay đổi rõ nét nhất trong lối chơi là tính kỷ luật và lạnh lùng của người Đức, điều hết sức cần thiết với dàn sao trẻ của The Blue, đặc biệt là màn trình diễn của hàng thủ. Họ đã giữ sạch lưới 7 trên 9 trận. Giờ đây, ghi bàn vào lưới Chelsea là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Khả năng làm bàn không quá nổi bật cũng như thực dụng và biết cách bảo vệ thành quả. Con số 10 bàn thắng sau 9 trận đã cho thấy điều đó. Duy trì sự chắc chắn và chờ đợi cơ hội sẽ là chiến thuật được đề ra. Soi kèo tài xỉu Liverpool gặp Chelsea. Sự thận trọng và toan tính sẽ được đề cao bởi một thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở thời điểm này khó có thể cứu vãn. Lối chơi đang có xu hướng thực dụng, đặc biệt là sở hữu hàng thủ chắc chắn thì thế trận chặt chẽ sẽ là điều đương nhiên. 8 trên 9 trận gần nhất của Chelsea dưới thời Tuchel không có quá 2 bàn thắng. Kèo tài xỉu là 2,75. Chuyên gia soi kèo đánh giá người chơi nên chọn cửa xỉu. Soi kèo hiệp 1. Xu hướng chơi thực dụng, hai đội sẽ nhập cuộc chặt chẽ và thận trọng. 6 trên 7 trận gần nhất của Liverpool kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0. Thống kê tương tự bên phía Chelsea là 2 trận liên tiếp. Thế bế tắc khó có thể khai thông trong hiệp 1. Bước ngoặt có thể chỉ đến ở cuối trận. Vì vậy, kèo hiệp 1 giới đầu tư nên chọn xỉu với mức 1,0. Soi kèo tỷ số. Thế trận vô cùng chặt chẽ là điều được dự báo từ trước. Những gì mà hai đội đã thể hiện, khó cống hiến một trận cầu nhiều hơn một bàn thắng. Thận trọng trong hiệp 1 và những thay đổi mang tính thực dụng cho hiệp 2 sẽ là kịch bản rất dễ xảy ra. Soi kèo châu Á, kèo chấp Liverpool gặp Chelsea. Liverpool hoàn toàn vượt trội trong hai mùa giải gần đây. Tuy nhiên, đây là thời điểm mà Jacob suy yếu rất nhiều, hàng loạt chấn thương dài hạn ở hàng thủ, cộng thêm đội trưởng Henderson mới đây, trong khi hàng công sa sút rõ rệt, quá nhiều vấn đề trên cả ba tuyến, rõ ràng người phải dè chừng chính là đội chủ nhà Liverpool. Phong độ gần đây của Chelsea lại cực kỳ ổn định, họ thắng 6 hòa 3 và bất bại 9 trận liên tiếp. Trong đó, phải kể đến trận thắng 1-0 trên sân của Atletico Madrid. Trong khi đó, Liverpool để thua 4 trên 5 vòng đấu gần nhất, trên sân nhà thầy trò Klopp trắng tay cả 4 lần ra sân mới nhất. Với phong độ hiện tại, đặt niềm tin vào Liverpool là quá mạo hiểm. Chứng kiến những gì Chelsea đã thể hiện, có thể yên tâm vào một lối chơi chắc chắn của họ. 7 trên 9 trận gần nhất đã giữ sạch lưới, một điểm chia đều là kết quả phản ánh đúng tương quan lực lượng hiện tại. Với các nhận định trên, kèo châu Á các bet thủ nên chọn cửa Chelsea 0,25 sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Dự đoán tỷ số trận đấu: Liverpool 0, Chelsea 0.